Người Nga đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống. Cuộc bầu cử sẽ kéo dài 3 ngày. Cử tri Nga sẽ chọn người trở thành lãnh đạo đất nước nhiệm kỳ tiếp theo trong số 4 ứng viên. Cuộc bầu cử tổng thống ở Nga chính thức bắt đầu từ hôm nay 15 tháng 3 và dự kiến kéo dài đến ngày 17 tháng 3. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử bầu cử tổng thống Nga kéo dài 3 ngày. Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng nay. Năm nay, có 4 ứng viên chạy đua giành chức tổng thống. Trong đó, tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin tranh cử với tư cách ứng viên độc lập. Các ứng viên còn lại gồm Đảng Lãnh đạo Dân chủ Tự do Leonid Slutsky, đại diện Đảng Cộng sản Nga Nikolai Karikhonov và ứng viên Đảng Những Con Người Mới Vladislav Davankov. Đây sẽ là cuộc bầu cử tổng thống Nga đầu tiên sau cải cách hiến pháp năm 2020, trong đó thiết lập giới hạn 2 nhiệm kỳ 6 năm cho bất cứ người nào giữ chức nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng tạo điều kiện cho ông Putin có cơ hội tái tranh cử. Ngoài việc bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bỏ phiếu, cư dân của khoảng 28 khu vực có thể bỏ phiếu trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của đất nước. Để tham gia bỏ phiếu trực tuyến, cử tri phải gửi yêu cầu đặc biệt thông qua nền tảng kỹ thuật số của chính phủ Nga, Gosudlugi từ trước. Tuy nhiên, cử tri Moscow được miễn điều kiện tiên quyết này và có thể bỏ phiếu trực tuyến một cách tự do. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến của Công chúng Nga, cuộc bầu cử dự kiến sẽ có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao khoảng 71%. Số liệu chính thức cho thấy, việc bỏ phiếu sớm đã diễn ra ở một số vùng xa xôi của Nga, với khoảng 2 triệu người đã bỏ phiếu. Tổng thống Putin đã kêu gọi cử tri trên khắp đất nước, bao gồm các vùng lãnh thổ mới sáp nhập, đi bỏ phiếu để xác định rõ ràng tương lai của nước Nga. Tổng thống Putin nhấn mạnh, chỉ có những công dân Nga mới quyết định được tương lai của đất nước, và nguồn quyền lực duy nhất ở Nga nằm ở người dân. Người dân ở các vùng lãnh thổ Ukraine mới sáp nhập vào Nga cũng đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố bất cứ cuộc bỏ phiếu nào của Nga ở các khu vực này đều vô hiệu và họ sẽ truy tố bất cứ quan sát viên nào được cử đến giám sát cuộc bỏ phiếu. Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc Hạ viện Mỹ bỏ phiếu vi dự luật đối với ứng dụng TikTok. Qua đó yêu cầu công ty ByteDance phải từ bỏ kiểm soát TikTok tại Mỹ nếu không muốn bị cấm hoàn toàn. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 13 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng đây là một hành vi bắt nạt nhằm vào TikTok, khi Washington đã nhiều lần đưa ra các chính sách cụ thể nhằm vào ứng dụng này, nhưng chưa từng tìm thấy bằng chứng cho thấy TikTok có đe dọa tới an ninh quốc gia Mỹ. Washington trước đó cũng đã thực hiện nhiều động thái hạn chế khác nhằm vào Trung Quốc vì mục đích an ninh quốc gia, từ việc hạn chế xuất khẩu chip bán dẫn tới việc cấm sử dụng cần cẩu do Trung Quốc sản xuất tại các cảng của Mỹ. Và lần tới có thể là một lệnh cấm hoàn toàn ứng dụng nổi tiếng TikTok. Mỹ chưa từng tìm thấy bằng chứng TikTok đe dọa an ninh quốc gia, nhưng họ vẫn không ngừng gây sức ép với nền tảng này. Hành vi bắt nạt này vốn không thể thắng trong cạnh tranh công bằng, sẽ gây gián đoạn hoạt động kinh doanh bình thường của các công ty, làm tổn hại niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế về môi trường đầu tư, cũng như tổn hại trật tự kinh tế quốc tế và quy tắc thương mại. Trong khi đó, giám đốc điều hành của TikTok, Suzy Chou, bày tỏ thất vọng trước kết quả của cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ. CEO của TikTok đề cập và nhấn mạnh tới sự rủi ro của việc TikTok biến mất khỏi nước Mỹ. Khi đó, những người kinh doanh nhỏ lẻ sử dụng nền tảng này để quảng cáo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ước tính khoảng 300.000 việc làm tại Mỹ đang bị đe dọa. CEO của TikTok cũng cho biết ứng dụng này sẽ đấu tranh để ngăn chặn lệnh cấm. Tương lai của TikTok tại Mỹ đang được rất nhiều người quan tâm. Quốc gia này có khoảng 170 triệu người đăng ký sử dụng nền tảng. Thưa quý vị, liên quan tới xung đột giữa Israel và Hamas, đại diện Cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine công bố số liệu cho biết, số trẻ em thiệt mạng ở dải Gaza hiện đã cao hơn số trẻ em thiệt mạng trong 4 năm xung đột trên khắp thế giới. Cụ thể, gần 12.200 trẻ em đã thiệt mạng trong các cuộc xung đột trên toàn thế giới từ năm 2019 đến năm 2022. Trong khi đó, Cơ quan Y tế ở dải Gaza cho biết đã có tới 12.300 trẻ em nơi đây thiệt mạng từ cuối tháng 10 năm 2023 đến cuối tháng 2 năm 2024. Trước tình hình này, Liên Hợp Quốc và cộng đồng quốc tế không ngừng kêu gọi Israel bảo đảm để hàng viện trợ nhân đạo được phép đến với người dân ở dải đất này, đồng thời kêu gọi ngừng bắn, hối thúc Israel thay đổi cách tiếp cận và giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở dải Gaza. Hiện Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA sẽ tiếp tục nỗ lực giám sát việc Nhật Bản xả nước thải nhiệm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra biển. Đây là cam kết của Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi đưa ra trong chuyến thăm Nhật Bản kéo dài 3 ngày.
Ông Rafael Grossi cho biết, việc xả thải chỉ là giai đoạn đầu của một quá trình lâu dài cần nhiều nỗ lực, đồng thời nhấn mạnh vai trò của IAEA với tư cách là bên giám sát độc lập, tái khẳng định lập trường của tổ chức về việc duy trì thận trọng trong suốt quá trình xả thải. Với tư cách là cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, những gì chúng tôi đang cung cấp cho cộng đồng quốc tế là những thông tin trung lập, khách quan, đã được chứng minh một cách khoa học và mọi người đều có thể theo dõi được. Trước đó, vào tháng 7 năm 2023, IAEA đã đệ trình báo cáo kết luận rằng việc xả thải phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn toàn cầu và có tác động phóng xạ không đáng kể đến con người và môi trường. Tính đến nay, công ty điện lực Tokyo TEPCO đã thực hiện 4 đợt xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 ra đại dương, sau khi được xác nhận là đáp ứng ngưỡng phóng xạ theo tiêu chuẩn quốc tế, với tổng cộng khoảng 31.100 tấn nước thải đã qua xử lý phóng xạ. Tuy nhiên, động thái này vẫn vấp phải sự chỉ trích của các nước láng giềng như Trung Quốc hay Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu chung. Quân đội Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận bắn đạn thật còn bao gồm màn trình diễn máy bay không người lái giám sát không có người lái và có sự tham gia của khoảng 40 xe tăng, xe bọc thép, huy động khoảng 300 binh sĩ Hàn Quốc và khoảng 30 lính Mỹ. Cuộc tập trận chung diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đích thân lái một chiếc xe tăng mới trong buổi huấn luyện giữa các đơn vị xe tăng nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu thực tế của lực lượng xe tăng. Gọi đây là những chiếc xe tăng mạnh nhất thế giới, ông Kim Jong Un bày tỏ sự hài lòng về sức mạnh tấn công và khả năng cơ động của chúng. Bình Nhưỡng từ lâu đã lên án các cuộc tập trận quân sự như vậy là diễn tập chiến tranh, trong khi Seoul coi các cuộc tập trận này chỉ mang tính chất phòng thủ. Mexico City, thủ đô của Mexico, là nơi sinh sống của gần 22 triệu người. Nhưng trong nhiều tháng qua, thành phố này đã trải qua tình trạng nguồn cung cấp nước ngày càng khan hiếm. Các chuyên gia cho biết thành phố này có thể hết nước trong vài tháng nữa. Tại Iztapalapa, quận đông dân nhất của thành phố Mexico, tình trạng thiếu nước không phải là hiếm. Nhưng người dân hiện đang phàn nàn về việc phải đợi lâu hơn mới được thành phố cấp nước, cũng như việc phân bổ nước giờ diễn ra chặt chẽ hơn. Đối với Leonardo Delgado, một thợ rèn trẻ và là cha của hai người con, sự khan hiếm nước trong xưởng của anh đã trở thành một thách thức thực sự. Thông thường, cứ 8 ngày, xe cấp nước lại đến một lần. Tuy nhiên, hiện đã 3 tuần liên tiếp, xe cấp nước không đến. Đã khoảng 4 hoặc 5 tháng nay nước không chảy ra vòi rồi, chúng tôi không có nước sinh hoạt, rất bất tiện. Lượng mưa thấp bất thường đã làm giảm mực nước trong hệ thống Cuzamala, mạng lưới gồm 3 hồ chứa phục vụ hàng triệu cư dân ở thung lũng Mexico. Theo tổ chức bể nước thung lũng Mexico, ngày 26 tháng 6 tới đây, thành phố này có thể hết nước và tình trạng này kéo dài tới tháng 9, khi hệ thống nước Cuzamala không còn đủ nước để cung cấp cho người dân. Tình hình nước ở Mexico đang ở mức rất nghiêm trọng. Từ những năm 1980, lượng mưa ở Mexico City đã giảm từ 15 đến 20%. Những thách thức của thành phố là lịch sử lâu dài về quản lý nước kém và cơ sở hạ tầng xuống cấp gây rò rỉ. Theo giới chức địa phương, kiểu thời tiết El Nino và các đợt nắng nóng đã gây ra tình trạng mưa giảm dần, đồng thời hạn hán gia tăng trong 4 năm qua và mực nước hồ chứa giảm dần cũng dẫn đến tình trạng mất nước trên diện rộng.